mà tụi em học tụi em phải uống nước, tập tạ cũng phải bị tạ đè, đá banh cũng phải bị bong gân trật khớp lật sơ mi, đúng không? Đó, quýnh cầu lông thì cũng bị mồ hôi nách. Đó, cái gì vậy thôi, cái vỉa hè nó rộng vậy đó. Ồ không có chuyện mà ông ngồi ông bán quán vỉa hè đâu, không có đâu. Cái chỗ nào bán vỉa hè là cái vỉa hè đó toàn bán không, chứ còn cái chỗ đường đi bộ là đường người đi bộ là tối thượng. Đời sống văn minh gắn liền với home gym đẳng cấp. BBT hân hạnh cung cấp đến các bạn những giải pháp tập luyện tại nhà hoàn hảo từ phân phối thiết bị. Hướng dẫn tập luyện, giáo án và giải pháp dinh dưỡng. Tôi Duy Nguyễn, BBT CEO hân hạnh đồng hành cùng các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình vlog của anh Duy Nguyễn. Thì để đổi chủ đề ngày hôm nay cho nó tươi sáng, nó mới mẻ, nó lạ lạ chút xíu, chứ không có đi qua chủ đề chia sẻ kiến thức về súp nữa, mất công tụi em nó quảng cáo. Hôm nay anh sẽ nói về một quốc gia, những cái quốc gia nó tươi đẹp mà cuộc đời của chúng ta có thể đến và chúng ta hiểu được cái cách sống của họ là sao. Anh xin giới thiệu đầu tiên là chúng ta đi thăm một trong những cái con rồng của châu Á, đó là Singapore. Anh không dám dùng tới chữ 100% dân thế giới, nhưng mà nó cũng bèo bèo rớt cho khoảng 60% dân thế giới. Họ mơ rằng có một đất nước như Singapore, có được một cuộc sống như Singapore, ok? Có được một cái sự đổi thay thần kỳ từ một cái làng chài trở thành đảo quốc sư tử Singapore. Đó, còn đất nước thứ hai anh muốn giới thiệu đến tụi em đó là đất nước Nhật Bản. Nhật Bản bây giờ anh sẽ không nói về cái độ giàu sang của Nhật Bản, mà anh nói về cái tuổi thọ cao nhất. Nhật Bản là một trong những quốc gia có cái tuổi thọ khá là cao của thế giới. Vậy thì chúng ta tìm hiểu xem coi dân Nhật Bản ăn cái gì mà sống dai dư. Yes. Đầu tiên, dân Nhật Bản tại sao sống dai? Tại sao, những lý do sau đây. Thứ nhất, họ ăn sạch, đúng không? Về cái chế độ dinh dưỡng hàng ngày của họ đó, hầu như là nó sạch sẽ hơn Việt Nam rất nhiều. Chứ chữ sạch sẽ đó một kép, không nói Việt Nam ăn dơ nha các bạn. Tức là sạch sẽ đây là cái nó ít cái phụ gia, nó ít cái gọi là mấy cái mà gọi là nước chấm đồ này nọ đó, ướp yết đồ đó, nấu nướng đó, nó ít hơn mình. Anh ăn ở bên Nhật Bản, trời đất ơi, đồ ăn nó lean lắm em. Anh là dân tập tạ mà anh không có chê được nha, thường dân tập tạ khó ăn lắm. Còn vô Nhật Bản á, ăn đồ ăn đa phần là anh ăn món Nhật cũng nhiều. Và ở nhà hàng Nhật ở Việt Nam này á, tụi em có đi ăn á, nó làm mấy cái món bò đó, nhìn nó, đương nhiên bò thì nó vẫn có mỡ, đúng không, tùy cái phần bò em kêu là phần bò gì, nhưng mà nhìn chung á, cái cách làm của tụi nó nhìn nó sạch sẽ, và cái mình nhìn vô á là mình biết được là nó có chất gọi là chất xấu hay không. Anh dùng chữ chất xấu, anh dùng chữ chất độc. Xấu là gì? Xấu là chất béo đó, nó béo bò kêu là xấu đó. Rồi thêm một cái nữa là nó hay ăn về cá. Trong các loại mà protein từ thực vật á, cái protein nguồn gốc từ con cá đó là nó thân thiện và nó dễ hấp thu với cơ thể chúng ta hơn, đúng không? Còn protein từ bò đó, nó nên chúng ta ăn bò nhiều, chúng ta sẽ có tính điên như con bò vậy đó. Chúng ta sẽ tập luyện một cách gọi là nó hơi bị điên điên đó mấy em. Ăn cá thì đỡ hơn, ăn bò thì nói chung anh cũng khuyên mấy em ăn bò nhiều. Ăn bò đó thì á, nhiều á, nó có cái gây ra cho mình một cái nghi vấn là bị ung thư. Thịt đỏ, đúng không? Thịt đỏ, hạn chế ăn thịt trắng nhiều hơn. Nhưng mà nói chứ, mẹ thằng Nhật á mấy em, bò của nó cũng mắc như quỷ vậy đó. Trời đất ơi, đi du lịch qua Nhật Bản hả, cầm mua 1 ký bò của Kobe để trong hộp xốp, đồ đem như báo vật á. Nhiều tiền ký, comment coi, mấy chục triệu đó. Còn ở vô Sài Gòn này ăn bò Kobe hả, cho được lát hai lát, hửi lý một cái, không có lạnh kỹ gì, bảo đảm mày bò Kobe không ngon đó nha. Bây giờ á, cái thứ hai á là cái nền y tế của nó cao, cái nền y tế của nó chất, đúng không? Cái nền y tế của nó chất, đâm ra mà mức sống nó cao thì nó sẽ đi khám tổng quát định kỳ thường xuyên. Bao giờ cũng vậy thôi à, cái chuẩn cuộc sống nó phải vậy mấy em, chứ giờ bệnh gì mà phát hiện ra giai đoạn đầu trị nổi chứ, ung thư thời kỳ cuối thôi thua luôn, đau trị cũng chết hết. Đó, rồi cái vấn đề thứ ba, cái vấn đề là cái vấn đề anh muốn nói, tức là cái dân Nhật Bản và dân Singapore đó, nó rất thích đi bộ. Là cái xã hội Nhật Bản á,
với Singapore nó xây dựng trên cái xã hội giao thông công cộng. Giao thông công cộng nó khiến cho con người ta hoạt động và hoạt động. Không như Việt Nam mình. Nhiều khi nói chứ không phải Việt Nam mình đi chợ cái xe ôm. Giờ nói sao ta? Ví dụ giờ các bạn nhìn nè, đây là Tokyo. Thành phố 530 triệu dân. Thấy ghê chưa? Thấy ghê không? 30 triệu dân. Cái này là thành phố cốc vệ tinh. Vậy thì cái thằng Tokyo nó mở công ty xí nghiệp ở đây, nó không có mở. Cái thằng từ ngoài đây đi vô đây, thì thằng từ ngoài đây nó có cái ga tàu điện ngầm, nó kêu là metro, đúng không? Kết nối cái này qua cái này, nó kêu là Shinkansen hay là đường sắt cao tốc. Thì thằng đó nó mua vé tháng ở đây, nó chạy cái vé qua đây, nó vô nhà ga đây, xong rồi nó đi trong thành phố Tokyo, trong khuôn viên của nó là đi bộ, là đi bộ hết. Wow. Nên nó làm cho người người đi bộ, nhà nhà đi bộ, mà nó làm cho cái thói đi bộ trở thành thói quen luôn. Nó xây dựng một cái đô thị dựa trên đi bộ. Chính cái đó đó mới là cái làm cho dân Nhật nó sống lâu. Tại vì sao? Tại vì đi bộ á là cái môn thể thao mà gọi là tốt nhất cho sức khỏe luôn, đúng không? Đi bộ là con nít mới đẻ nó cũng biết đi nữa, đúng không? Còn bơi lội là tụi em phải học. Mà tụi em mà gọi là bơi lội á, mà tụi em học tụi em phải uống nước. Tập tạ cũng phải bị tạ đè, đá banh cũng phải bị bong gân trật khớp lật sơ mi, đúng không? Đó. Quýnh cầu lông á thì cũng bị mồ hôi nách. Không, cái gì cũng vậy thôi. Nhưng mà cái đi bộ là cái đơn giản. Con người ta có thể đi bộ một lúc mọi nơi. Đi bộ gần như là bản năng. Anh dùng chữ gần như nha. Đó. Chứ còn xét trong độ học nó không bản năng đâu, phải tập mới biết. Đó. Thì á, Nhật Bản là như vậy. Mà cái khí hậu nó sạch nữa. Đi bộ, tôi đi bộ cũng được, khí hậu tôi phải sạch chứ. Đi bộ nóng thế mà nội đi. Thằng Singapore thì cũng nóng, nên thằng Singapore nó đi bộ không có bằng thằng Nhật đâu. Nhưng mà thằng Singapore nó hơn thằng Nhật có điểm này. Cây xanh. Nên cái thành phố Singapore đó là anh đi đến nó mà anh còn muốn quay lại. Tại vì sao? Tại vì nó là một quốc gia, nó 100% đô thị. Mà nhìn nó như rừng vậy đó. Ngày xưa lúc mà Lý Quang Diệu ngồi trên càng trực thăng chỉ xuống rằng đi khảo sát thấy đúng cái đảo của ổng á, toàn là trơ trọi không à. Ổng nói một câu với lính đó, ê, tao muốn đảo quốc sư tử, tao phải phủ bóng cây xanh. Từ đó người người trồng cây, nhà nhà trồng cây, tháng tháng trồng cây, năm năm trồng cây, giờ Singapore toàn cây không. Em vô sân bay Changi của nó đi, nhìn như là vườn thượng quyển vậy đó. Sân bay Changi là một trong sân bay hiện đại đẹp nhất hành tinh. Không phải là Mỹ Đế có những cái đó đâu, mà chính là những nước phát triển sau này nó có những cái của riêng nó. Nên chính vì cái lượng cây xanh vậy, nó là như cái lá phổi xanh cho thành phố Singapore. Nó làm cho người dân Singapore cảm thấy mát mẻ, thoải mái và đi bộ. Cái thằng quy hoạch của thằng Singapore nó khá giống Nhật. Nó cũng là tàu điện ngầm. Nói tới tàu điện ngầm là nói tới Nhật Bản là số 1 thế giới rồi, khỏi bàn nữa. Nên cái đường á, cái đường phố nó quy hoạch dành cho người đi bộ cũng khác nữa. Cái vỉa hè nó phải rộng. Biết không bày cái đường thi sách không? Cái đường thi sách ở Việt Nam á, một bên vỉa hè rộng chà bá, một bên vỉa hè nhỏ xíu. Nó hơi xấu mà em, nhưng mà ý anh nói là cái vỉa hè nó rộng vậy đó. Ồ không có chuyện mà ông ngồi ông bán quán vỉa hè đâu, không có đâu. Cái chỗ nào bán vỉa hè là vỉa hè đó toàn bán không. Chứ còn cái chỗ của đường đi bộ là đường người đi bộ là tối thượng. Đó. Nó văn minh lắm. Tức là đi bộ bây giờ là em đi qua đường là có đèn xanh đèn đỏ cho người đi bộ nha. Ở mình đi, ở thành phố Hồ Chí Minh đi, đi bộ qua đường ngay cả quận 1 luôn có cái đèn cái con khỉ. Anh đi quận 1 nói cho mình nghe, cái chỗ đi bộ ngay chỗ đối diện với khách sạn Majestic. Đó là kêu là gì, công viên cảng gì đó. Cảng gì không biết cảng gì nữa. Cảng cái tàu cánh ngầm gì đó. Đó, đi bộ qua đường có cái đèn xanh đèn đỏ bị hư. Không ai bật hết á. Này nó đi cũng mang tay đó qua đường nhìn. What the hell? Sợ xe đụng không ơi? Nó sợ xe đụng. Nó đi vậy đó. Nó thiệt á, gặp cái vạch đi bộ là phải nhường. Nó con đằng này cái vạch đi bộ anh thấy á. Mấy em đi kiểm chứng, tất cả vạch đi bộ của thành phố nó có vạch coi, nhưng không có vạch chứ. Thằng đi bộ mà đi kệ mẹ mày, tao chơi xe kệ cha tao. Tao thấy đường trống thì tao có đi thôi. Nó vậy đâu được. Còn á, cái ấn tượng anh đi qua Nhật á, một cái lần á, có một cái kỷ niệm mà anh nhớ mãi. Đó là anh đang đi mua bao. Cái bao gì đó, cái bao đựng đồ ha. Tiếng Nhật không rành. Đi mua bao, đang trong cái tiệm tạp hóa, bước ra. Đang trong cái tiệm thôi, bước ra cái tiệm, xong rồi tới cái vỉa hè, đúng không? Tưởng tượng đi, tới cái vỉa hè, thôi vậy đi. Cái đường nằm đây. Cái này là cái vỉa hè. Cái tiệm tạp hóa nằm đây. Đó, anh đang ở đây. Cái vạch đi bộ nằm đây. Đúng không? Thì anh đang trong tiệm mới lú ở đây thôi, đứng ở đây thôi.
cái xe này đứng tự nhiên chạy, nó đang chạy thắng kịch lại tao ba chả biết làm gì á. Ủa tao nhìn ông Nhật Bản này ngộ mày, tự nhiên xe chạy đường thắng vậy, bên tao bên xứ tao chửi với mẹ rồi đó. Ê đường đi xong chạy đi con. Cái xong thằng tài xế nó nhìn tao, tao nhìn nó. Xong cái nó kêu. Đó, nó ra dấu rồi. Nó kêu mình qua đi, nó nhường. Tốt phải. Thank you so much. Tốt phải. Nên người đi bộ nó được rất là tôn trọng và được rất là trân trọng. Nó trân trọng là do chính quyền thành phố thiết kế đường xá này nọ để cho nó đi, đúng không? Đường xá nó mát mẻ này nọ, không có nóng này nọ, có dù có viết rồi, có cây xanh rồi, có mái che gì viết đó. Đó rồi những cái hệ thống tàu điện ngầm, cái metro ga nó nằm gần nhau. Đó, và những cái siêu thị, những cái quầy nó nằm rải rác lung tung hết. Đó, nên người ta sẽ đi bộ để kết nối người ta, phục vụ cho cuộc sống người ta. Nên một ngày nó đi bộ chắc mười mấy cây. Wow. Nhưng mà bạn nghĩ coi, ở Việt Nam mình làm được như nó không? Nope. Chắc chắn là không được. Giờ nói tới chuyện thứ nhất, đầu tư hạ tầng. Khỏi đi, nằm mơ đi. Nhen, cái tuyến metro của Nhật nó phủ khắp thành phố và nó phủ khắp nước luôn, chứ không phải là cái chuyện mà một con đường bến thành Suối Tiên của mình với đường cắt lên Hà Đông ngoài Bắc làm cách chục năm rồi đó. Nên cái chuyện mà bây giờ bạn nghĩ coi, để được, để Việt Nam, để thành phố Hồ Chí Minh thôi, còn khỏi nói Việt Nam mà còn có Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đâu nó chừng nào mới nổi, hiểu không? Để thành phố Hồ Chí Minh mình mà có được cái hệ thống giao thông đô thị công cộng như Nhật á, là câu chuyện anh không dám nói luôn, không biết nói chừng nào khỏi nói luôn. Nên ở Việt Nam mình không đi bộ được, thứ nhất nó nóng, thứ hai là nó bụi, đúng không? Thứ ba là giao thông nó giang hồ á, thứ bốn là vỉa hè không có luôn, không vỉa hè gì, lúc đó thì ghế đá, lúc thì chậu cây, lúc thì này lúc thì kia, không có chỗ để đi xuống đường xe đụng, đúng không? Bởi vì người đi bộ ở Việt Nam mình bị đối xử như con ghẻ vậy đó, nên không phát triển được. Nên cái chuyện đi bộ là biển đi, bởi vì người ta mới phải mua máy chạy bộ về ta tập. Cái thằng Nhật á, mấy cái thằng nước phát triển á thì nó làm ra máy chạy bộ, mà cái nó tụi nó kiếm tiền nhiều nhất đó là mấy nước nghèo như mình nè. Không, em thấy không, mấy đồng ý là bên nước ngoài á, nó tập thể dục nhiều, nó tập gym nhiều, nhưng mà cái gym và cái thể dục của nó nằm ở cái tầm thể dục, đúng không? Còn cái gym của mình á, phòng gym có 100 triệu cũng nằm ở tầm gym luôn chứ không phải tầm thể dục, phải hiểu anh nói gì không? Gym là gì? Là vô quá cầu tạ 50 kg đẩy One more, come on baby, one more. Đó, đó là gym. Đó, còn tập thể dục là vậy nè, đi bộ. À, miếng đất anh giới thiệu em chiều sao rồi? À, chỗ đó lên dự án Long Thành Dầu Dây đó, em làm lẹ đi, chứ giờ cha con mua hết rồi đó. Xong rồi tay cứ đi bộ, chặt xe. Được rồi nha, rồi mai cho đàn em xuống ký tên nha. Rồi, hồi lại quả biết mà, từ từ chuyện đó anh lo. Cái thứ nước phát triển nó làm ra cái máy chạy bộ nó kiếm giàu trên nước mình. Vậy mới cay. Rất nhiều luôn. Người Việt Nam mình là dân nhà giàu á, dân có tiền á, là bây giờ phải mua cái máy chạy bộ về nhà để tập. Còn cái phòng gym Việt Nam á, ngày xưa đó, cái thời anh đi tập nè, không có cái máy chạy bộ nào á ba ơi. Không có. Máy tàu cũng không có luôn nữa. Có cái phòng gym kia anh đang tập, mua được 3 máy chạy bộ về. Xong biết sao không? Giờ tập tạ thì 150, tập máy chạy bộ 300. Tao láo, tao làm con tao mày luôn. Đó. Rồi sau này á thì phòng gym hiện đại giờ thì mày cứ đóng tiền đi, mà vô mày muốn chạy thì chạy, muốn đạp thì đạp, muốn gì đó thì muốn. Chứ hồi xưa là nó tính tiền riêng. Nãy nghịch lý là gì? Nghịch lý số 1 là cái dân nhà giàu nó làm máy chạy bộ bán cho dân nhà nghèo. Làm cho đám dân nghèo đó nó làm giàu cho thằng nhà giàu, đúng chưa? Rồi bây giờ cái nghịch lý nè, cái thằng nhà nghèo á, nó bỏ tiền ra mua máy chạy bộ mà nó không biết chạy, nó chỉ chạy được có 1/10 công suất của máy chạy bộ thôi. Trong khi thằng nhà giàu á, nó ngồi để suy nghĩ ra tất cả những cái chương trình, tất cả những này ở kia đem về bán cho bà này, bà không biết chạy, bà đứng lên bà đi bộ thôi. Đó, tầm bậy vậy thôi, được cái mua máy chạy bộ, chịu khó 5 giờ chiều kìa, đi ra dẫn chó đi dạo đi, chó đi sao mình đi vậy. À, còn bây giờ mua máy chạy bộ không biết chạy mà cũng chạy dám hỏi luôn nữa ông nội. Biết sao anh nói gì không? Mấy thằng fan anh nó mua máy F63 của anh đó, nó về đó anh F63 nhà của anh đẹp ghê á, về nhà rồi không nhận tía má khen giả mang luôn. Tía má em đi nè anh, đâu tía má mà đi vậy hả? Rồi mày có chỉ tía má mày không? Không, đâu biết đâu chỉ anh. Ông biết sao không hỏi? Thì em tưởng máy chạy bộ về đi vậy thôi, nếu mà em đi về mua máy tàu cũng được, không cần phải mua tới F63 đâu nha. Đó thì ngày hôm nay á,
anh nói á, mình chạy là không đúng, chạy là sai hoàn toàn, chạy là sai hoàn toàn. Tại sao em bước được cái máy chạy bộ á, em bước được cái máy chạy bộ đúng không, mà em chạy em cứ chạy chán em xuống, gọi là nó bị sai gì? Cái buổi tập của em nó không có mục đích, nó giống như không bỏ nhà đi vậy á, không có đi đâu á. Nó hồi nãy quay lại bài toán Nhật Bản, hồi nãy tại sao tụi nó đi bộ nhiều, tụi nó đi tới chỗ làm là nó có mục đích, nó tới chỗ làm nó có mục đích là 7 giờ mày phải vô làm, thì nó có dám đi về không? Nope. Má hủ á. Ê, em biết này mới về hàng hả ta? Thằng này đi qua cao nè, có cà phê ngon hả? Xong nó tình là lạng rồi chỗ kia. Oh, hello, Libo shop lắc for her hả? Mới về hả? Rồi xong mày tới công ty luôn, mày bị đuổi luôn con. Đúng không? Phải có mục đích, phải có áp lực thời gian, thì cái đó là ý nghĩa. Đó. Mà các bạn không nhận ra, các bạn đi bộ cứ đi xong rồi ngoe lên coi lại team Duy Nguyễn, rồi lên coi thầy nó like xong bước xuống. Không nên. Yes. Bởi vậy á, cái căn bản nhất, cái điều tối thiểu nhất mà khi mà nhận được cái máy F3 về á, là tôi phải biết chạy chương trình. Em đừng có nghĩ là chương trình là cái gì đó ghê gớm lắm. Má ơi, mấy thằng làm tính mẹ hết rồi, nó tính bà hết rồi. Cái máy này là máy gì? Mục đích là home gym. Home gym là gì? Dành cho bà nội trợ kho cá, dành cho tía má em làm động, đúng không? Thì nó đo lường sức khỏe của những người đó ở mức bình thường, chứ không phải là gymer như tụi mình. Mà gọi là level fitness đó, level fitness đó, nó nằm ở level yếu. Nên đó, chắc chắn là chương trình đó tụi em có thể pass. Tất cả chương trình đó anh nghĩ là người bình thường có thể pass hết. Đó, nhưng mà ví dụ như tía má mình yếu quá, có mình đứng canh đúng không? Ở giờ thôi bỏ ra 10 phút với mẹ đi, đừng bất hiếu. Đứng canh mẹ một cái, rồi mẹ nhấn vô đầu tiên vô chương trình kịch cái mẹ vô cardio đi mẹ. Cardio là gì mẹ mới đọc đúng không? Rồi mẹ thấy chữ C A O D gì đó. Nè, lít vô cái cặp màn hình cái rồi, xong rồi chỉnh 10 phút thôi. 10 phút là thấp nhất. Chỉnh 10 phút thôi, cặp xong rồi nhấn vô star. Bữa sau á lên mạng tải cái app fitness vô. Điều khiển trên đây luôn cho đẹp. Đó, điều chạy chương trình cardio 10 phút. Hay phát bên gì cũng được, cái nào cũng được cả, chương trình nào cũng được, interval cũng được, HIIT cũng được. Trên đó nó có khoảng 7-8 chương trình. Nó đi với mẹ, đầu tiên nó chạy nhân rùa vậy ba ơi. Nó chạy nhân rùa nè, đi nè, xong rồi canh mẹ. Tới hồi nữa, không bao giờ nó lên được cái level cao nhất đâu. Nó sẽ lên level từ từ. Thì thấy con mẹ bước đi coi mệt mỏi chưa, thấy mẹ mình mệt, mẹ cố gắng được không? À cố gắng được hả, rồi xong lên chương trình. Nó lên nút cao nhất, nói cao nhất cho nó ngoài thôi má ơi, nó có 5-6 à. Tao thề luôn á. Trời ơi, mẹ nói cao nhất cho nó ngoài thôi, level 5-6 à. Bây giờ nè, cái máy chạy bộ level cao nhất là 22. À quên, má tao mua cho má tao F85. Lộn, mẹ mua ngựa mạnh hơn. Rồi ok, 20 cũng được. Nó nói thiệt mày, 20 tao chạy chưa nổi. 20 nào chạy nổi không nội? 20 là nó chạy là 20 km/h á. Rồi tụi em chạy 1 phút coi. Ông mới xì dốc sên luôn á chứ chạy nổi. Nó lên 20 nặng lắm. Nó chỉ level 5-6 thôi. Mà level 5-6 là mẹ. Nó ví dụ level 5-6 mà anh là đi bộ á. Anh là level 5-6 là đi bộ nha. Level 7 cũng đi bộ, level 7.5 anh đi bộ luôn. Level 8 chạy bước nhỏ. Nó nói trước cho tụi em biết. Còn mà chị em phụ nữ á, thí dụ như level 6 chắc chạy như vậy quá. Chạy về chạy nổi không em? Nó chạy về chạy nổi không? Nó thì cái đó là cái tất cả những chương trình đó. Nó đều có một mục đích chung á, là nó test về thể lực. Nó tạo cho chúng ta có một cái sự chuyển biến thiên về thể lực. Wow. Đó, nó là sự kết hợp hài hòa giữa tốc độ và độ dốc. Em hiểu không? Một cái bài kích thích á, gọi là mình tập gym á, nó hiệu quả khi mà nó phối hợp với nhau giữa ba con số sau đây. Thứ nhất, thời gian, thứ hai tốc độ và thứ ba là độ dốc. Nói về góc độ chuyên môn, tốc độ và độ dốc đó là cường độ. Vậy nói tóm lại là thời gian và cường độ. Thời gian nãy mình chọn 10 phút rồi, còn cường độ tự nó lo. Nó chỉ lo chừng đó thôi à. Sau này có mạnh hơn thì nó cũng chỉ lo chừng đó. Mà cái chừng đó là chừng dành cho người beginner. Là những cái bài test mà tía má tụi em phải vượt qua. Đúng không? Tía má tụi em phải vượt qua. Nếu mà đi trên cái chương trình đó, lỡ tới lúc mà cái cường độ mà nó cao nhất, tức là cái level nó cao nhất á, nó sẽ hiện trên màn hình
Đó, tụi em nhìn vô thấy tía má mà đạt không nổi, nhấn nút stop. Búp. Là bữa nay tía má chưa đạt tới level đó. Tía má chưa đạt tới level đó. Thì lúc đó đó, tụi em cho tía má tụi em tập level manual. Đó, cái chương trình manual á. Manual là nhấn tay đó. Xong tụi em chỉnh tốc độ. Chỉnh tốc độ có 3 chỗ chỉnh. Thứ nhất, nhấn chọn, thấy số không? Trên màn hình có số. Nhấn chọn cái kịch vô, số đó ra luôn. Nhanh nhất. Nhanh nhất nhưng mà khó hoạt động nhất. Tại lúc này khi đang chạy chọc hụt. Đang chạy chọc hụt, chọc hụt. Đó. Đó, còn cái thứ hai cũng trên màn hình luôn. Màn hình nó có một nút mũi tên lên xuống. Chọt một cái nó lên một cái. Đang level 7 chọt lên. Đang level 7 chọt lên level 9 chọt 20 cái. Ai chọt má đi bộ chọt mới được. Nên cái nút đó bích xài. Còn cái thứ ba, ta bấm hai bên. Cầm cây, bấm kịch. Ba cách thay đổi tốc độ. Chỉnh tía má mình bằng manual. Manual là chỉnh tay. Nó không lập trình gì hết. Nó chỉ chọn thời gian thôi và chỉnh tay. Nhưng mà cái cách chạy manual đó thì nó cũng có cái cách để mình khai thác. Từ từ anh sẽ chỉ tụi em qua những cái vlog tiếp theo nha. Còn cái video này á thì anh nói đơn giản là đầu tiên á là cần phải test những cái chương trình đó. Phải test những chương trình đó, tụi em phải cho tí má hoặc là tụi em phải test 10 phút cho anh không nói nhiều. Đừng có coi thường nó. Thí dụ như tụi em mua cái máy về đi mà tụi em đi bộ mà tụi em cảm thấy ở lộn chạy chương trình level 1 luôn, chạy chương trình phát bên cardio test gì đó, mấy chương trình đó đó cảm thấy nhẹ thì ok, tụi em không phải là đối tượng của anh chỉ. Tại tụi em đã có tập gym rồi, tụi em đã có thể lực rồi và anh sẽ chỉ tụi em cái cách tập nâng cao hơn đó. Còn về mặt beginner nó là như vậy, mà tụi em nên nhớ đi bộ. Anh nói là đi bộ, anh không chỉ chạy bộ, tại không phải ai cũng chạy được. Tía má em nhà sao chạy nổi, đúng không? Đi bộ đó là nó một bài toán mà nó giúp cho chúng ta có được sức khỏe, tránh xa những bệnh tật. Nó một ngày em nghĩ là mấy mì Nhật đó nó đi bộ chắc nó đốt phải 600 calo là ít chứ. 500-600 nghĩ con nào sống chả dai, đúng không? Còn bây giờ em để cho tía má em nằm ở nhà coi tivi ăn bánh ngọt không à, thì thôi chứ đó bệnh viện cũng đỡ nổi nữa. Nên sau này bệnh nền nha. Nên tụi em đừng có coi thường đi bộ, hãy đi bộ mọi lúc mọi nơi, hãy đi bộ mỗi khi còn có thể. Như anh Duy đi du lịch là đi bộ. Trời đất ơi, nhìn tay nó đi kìa, đi bụp đi thấy ham luôn á. Nó nên người Việt mình á, cái tư duy ngộ lắm. Nghèo mà ý lại gì, ý lại xe ôm á, ý lại rap, ý động rap á. Nó không có được cái sự năng động, không có được cái sự gọi là nhạy bén trong cuộc sống, nên dẫn ra nó thất bại và dẫn ra nó có sức y, nó làm cho mình không có thành công hơn trong cuộc đời. Và những người đó không phải là đối tượng của vlog của Duy Nguyễn. Tại vì vlog của Duy Nguyễn là gì? Gym phục vụ cuộc sống, khoe đẹp thành công đẳng cấp. Hãy đi bộ đẳng cấp hay cuộc sống đẳng cấp. Muốn đẳng cấp thì phải nghe, hiểu những gì Duy Nguyễn chia sẻ. Bye bye các em. Hay thì mua sub đi ba. Giàu nghèo mẹ gì. Lái xe là đương nhiên rồi. Có chùa hoài. 3 triệu. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.